Này thì 5 giây. Bữa ơi. Mùa xanh crit phép vô cực kiếm meta Dania tiết tim mùa 7 hả? Cái gì cứ mang mấy cái tiết tim mùa 7 rồi phải không? Anh em đánh không cần mình à? Chơi game cứ phải win phải MVP mới chịu. Khó quá. Khó quá. Làm nốt game nữa rồi up anh em ơi. Tối lai show match anh em ơi. Lên là được 91 rồi. Hai Hà Lê, cố lên anh sắp có khiên chống nhập rồi. Chiều đấy, chiều khiên chống nhục đấy. Bao nhiêu điểm rồi nhỉ? Nốt game up anh em nha. Nguyễn Văn Công, nốt game về 90 là tròn. Cũng được. Về 90 cũng được. Một tầng có được hai khiên ở một tầng được hai khiên đấy kho ạ. Một tầng là được hai khiên đấy kho em. Đình Huy, THSTP này đánh được phết đó anh Vũ. Thằng SB này đánh được hết à, cho Đình Huy nhá. SB hả, G Louis hả. Hoa vo, nghiện game để đứng điểm kèm mất hai thiên cân bằng hoàn hảo. Từng chó vòng bài ơ que vừa đó anh vừa 90 ở vừa 90 mà em Nguyễn Phước Lộc lại là cái chú đàn bà kìa cây để đấng nhì kiểm điểm ha mất hai khiên cân bằng hoàn hảo. Từ chối đàn bà nữa à. Hey. You are on the mirrored side of the map. The lanes are swapped. Welcome to Wild Rift. The moon will rise. The night will last forever. Minions have spawned. Nguyễn Thành.